Chào mừng bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức Phun Xăm. Phun Xăm không khó. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Hành Trình Luyện Sợi, một chuyên mục của kênh YouTube Phun Xăm không khó. Trong video trước thì các bạn đã biết cách vẽ các sợi ở vùng D và vùng G. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ các sợi ở vùng A ha, vùng đầu. A phẩy nhé các bạn. Bên này là D phẩy, G phẩy và bây giờ sẽ là A phẩy, bởi vì phía bên này là phía bên ngược ha, bên nghịch lại. Rồi, để vẽ được các sợi phần đầu lông mày này thì các bạn hãy xoay giấy ngược lại giúp tôi nha, nếu các bạn thuận tay phải giống tôi. Cách vẽ như sau. Thì các bạn hãy để ý là khoảng cách từ các sợi trước đó này, các sợi trước đó nó cách nhau bao nhiêu thì sợi tiếp theo nó cũng sẽ cách bấy nhiêu ha. Ví dụ từ đây tới đây tôi thấy chừng này, thì từ đây tới đây tôi cũng lấy chừng đó, hoặc là chặt hơn ha. Và các bạn lưu ý giúp tôi, đó là các bạn hãy lấy ở giữa sợi nhé các bạn, cắn ở giữa sợi đó. Chân sợi tôi sẽ cho nó sát nhau đó. Nhưng mà phần ngọn sợi này thì tôi sẽ cho nó cách xa nhau hơn, và tôi sẽ bẻ nó cong qua thành C ha. Thì các bạn có thể thấy là chân sợi thì gần nhau hơn, nhưng mà trên ngọn sợi thì nó cách xa nhau hơn ha. Rồi tiếp tục, tôi sẽ lại tiếp tục cắt đều từ đây tới đây, cũng khoảng cách bấy nhiêu đó ha. Tôi sẽ tiếp tục vẽ sợi thứ hai. Nó có thể là một sợi S ngược hoặc là sợi IC ha. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, thì cái khúc còn lại này, tôi dự định sẽ vẽ thêm khoảng 2 sợi nữa thôi. Khoảng 2 sợi nữa là hết. Đấy. Thì khi mà các bạn thấy là còn khoảng 2 sợi nữa là hết á, thì các bạn hãy vẽ cho tôi là nó ngắn dần lại ha. Đây. Khoảng cách thì tôi vẫn lấy bấy nhiêu đấy nha. Là tôi sẽ vẽ sợi này ngắn hơn một chút xíu. Ngắn hơn chút xíu, các bạn thấy này, nó ngắn hơn một chút xíu so với sợi trước đó ha. Và sợi cuối cùng, bây giờ tôi sẽ vẽ sợi cuối cùng. Và sợi này sẽ ngắn nhất. Đó. Ok nha các bạn. Và bây giờ xoay lại để xem nào. Đấy, thì như vậy đây là sợi AG đúng không ạ? Đây, sợi này là sợi AG. Sợi này là sợi AG. Vậy thì sợi này nó sẽ là sợi G. Sợi này sẽ là sợi AG phẩy. Thì sợi này sẽ là sợi A1 phẩy. Sợi này sẽ là sợi A2 phẩy. Sợi này sẽ là sợi A3 phẩy. Và sợi cuối cùng sẽ là sợi A thăng phẩy ha. Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lại phía bên kia để chúng ta cùng đối chiếu ha. Đây. Ở phía bên kia thì các bạn thấy này, đây là sợi AG phẩy đúng không ạ? Đó, sợi AG phẩy là sợi này. Rồi thì đây sẽ là sợi A1 này, A2 này, A3 này và A thăng. Thì bên này cũng vậy, đây là sợi AG phẩy. Thì đây sẽ là A1, A2, A3, A thăng phẩy ha. Đó, tại vì phía ngược lại. Cái bên này thì các bạn ngồi như thế này các bạn vẽ. Thì bên này thì nó hơi khó hơn một chút xíu, khi mà các bạn sẽ phải xoay cái tờ giấy lại, các bạn phải vẽ ngược lại ha. Thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Tôi hy vọng là các bạn sẽ áp dụng theo một cách dễ dàng. Và nếu thấy video là hữu ích thì các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nha. Đây là một cuốn giáo trình mà tôi soạn rất là chi tiết để cho kể cả người không biết gì về sợi cũng có thể bắt đầu học được ha. Thì nếu như mà các bạn chưa có cái cuốn này thì các bạn có thể liên hệ tôi để các bạn sở hữu một cái cuốn như thế này để các bạn luyện cho nó dễ ha. Ở trong này thì tôi có để các video, các bài tập theo từng bài này để các bạn luyện theo. Ở dưới này thì tôi có để các cái khung để các bạn vẽ theo những cái hướng dẫn của tôi ha. Đấy, thì các bạn thích cái cuốn này, các bạn có thể liên hệ tôi nha. Nếu như các bạn chưa có, còn có rồi thì chúc các bạn là luyện tập thành công nha.